Lam Kinh quyết tâm sẽ đến Bangkok làm việc để có thể nhìn ngắm thế giới rộng lớn này. Cô lên mạng tìm kiếm công việc và gửi CV đến nhiều công ty để xin ứng tuyển. Cùng lúc này, Chủ tịch Pai vừa kết thúc cuộc họp xong thì nhận được tin dữ khi cô em gái duy nhất của anh đang mang thai đã bị ngã cầu thang, tình hình rất nguy kịch. Anh vội vàng chạy vào bệnh viện thì gặp Wicha đang đứng đợi bên ngoài. Một lúc sau, bác sĩ đi ra, thông báo là Nana và em bé đã bình an. Có điều nhóm máu hiếm này của cô rất khó tìm, nếu có chuyện gì xảy ra thì bệnh viện không thể đủ máu để cung cấp. Vậy là Chủ tịch Pai đã cho tuyển những người có nhóm máu hiếm này. Và thế là Lam Kinh đã trúng tuyển kế toán trong tập đoàn nổi tiếng. Ngày ngày đầu tiên đi làm, Lam Kinh đã phải làm việc rất cật lực hết công suất. May mà có cô bạn Tong giúp đỡ, những ngày tháng sau này hẳn sẽ rất thú vị đáng yêu đây. Ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.